Giám đốc bỏ việc để đi cho thuê du thuyền, kiếm hơn 900 triệu đồng tháng, nhưng chỉ cần làm việc 30 phút ngày. Từ bỏ chức vụ giám đốc tại một cửa hàng ô tô, người đàn ông này quyết định đầu tư du thuyền để cho thuê. Mặc dù mức thu nhập từ công việc mới thấp song anh chỉ cần làm việc 30 phút ngày. JP Mancini 2 là tên gọi cơ sở cho thuê thuyền của Mancini. Vào tháng 1 năm 2022, anh quyết định cho thuê chiếc thuyền trị giá 400.000 USD của mình. Sau khi niêm yết chiếc thuyền dài hơn 11 mét, Cập cảng cây quét Florida trên nền tảng cho thuê thuyền có tên là Bosteteter. Anh đã nhận được 11 người thuê trong một tháng. Tháng tiếp theo, lượt thuê đã tăng lên gấp đôi. Nắm bắt cơ hội, người đàn ông 32 tuổi này tiếp tục niêm yết chiếc thuyền của mình trên các nền tảng cho thuê khác và mua thêm chiếc nhỏ hơn để cho thuê ở Hampton, Virginia. Theo CNBC Make It, hai con thuyền của Mancini mang lại cho anh doanh thu trung bình 38.800 USD mỗi tháng, 909 triệu đồng. Anh cho biết mỗi ngày anh chỉ cần làm việc khoảng 30 phút với các đầu việc như quản lý lịch đặt chỗ, sắp xếp các thuyền trưởng và bảo dưỡng phương tiện. Trong năm qua, Mancini đã kiếm được 190.000 USD, 4,4 tỷ đồng sau khi đã trừ các chi phí. So sánh với công việc trước đó, anh cho biết mức thu nhập này kém hơn khoảng 100.000 USD. Tuy nhiên, thời gian làm việc lại ít hơn rất nhiều. Thay vì dùng số tiền này để trả khoản vay 550.000 USD mua thuyền, anh có kế hoạch mua thêm chiếc thuyền nữa và đầu tư vào bất động sản. Để có được mức thu nhập 6 con số, dưới đây là cách Mancini thực hiện, từ chức giám đốc để đi cho thuê du thuyền. Sau khi rời lực lượng không quân Hoa Kỳ ở tuổi 25, Mancini nhảy vào lĩnh vực kinh doanh ô tô. Anh bắt đầu làm thuê tại một đại lý của Audi, Mercedes và Hyundai ở Hampton vào năm 2015. Từ nhân viên bán hàng, anh lên vị trí trưởng bộ phận bán hàng chỉ trong một năm rưỡi. Sau 4 năm, anh được thăng chức giám đốc cửa hàng. Trong suốt quá trình giữa các chức vụ khác nhau, anh luôn chú trọng đến việc tạo ra trải nghiệm mới lạ cho khách hàng. Khi bắt đầu sự nghiệp của mình, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải trở thành người người trái ngược hoàn toàn với những gì khách hàng không thích ở một nhân viên bán hàng. Mancini nói, để có thể tiếp cận với những khách hàng cao cấp, anh cũng xây dựng cho mình một lối sống sang trọng, có nhiều thời gian dành để theo đuổi những đam mê khác nhau. Nhờ vậy anh biết đến những người có nhu cầu thuê du thuyền nên đã quyết định nghiên cứu về lĩnh vực này. Mancini cho biết, anh đã dành 300 giờ để nghiên cứu về các mẫu du thuyền cho đến khi biết đến thương hiệu Exerpa. Vào năm 2020, anh ấy đã mua một chiếc thuyền Exerpa trị giá 170.000 USD và trả trước 1.700 USD từ khoản tiết kiệm của mình. Anh đã thiết lập một trang web cho thuê du thuyền và sử dụng Google ADS để tiếp cận nhiều khách hàng. Ngay năm sau anh quyết định nâng cấp mô hình lớn hơn. Anh đã bán chiếc thuyền đầu tiên và mua chiếc trị giá 400.000 USD. Số tiền để mua chiếc thuyền này anh cũng vay của ngân hàng. Với sự phát triển của mô hình cho thuê du thuyền, vào tháng 11 năm 2021, Mancini đã từ chức vị trí giám đốc ở đại lý ô tô. Từ đây anh bắt đầu đẩy mạnh việc quảng bá du thuyền của mình trên các trang web chuyên cho thuê phương tiện này. Đến tháng 5 năm 2022, anh tiếp tục vay 150.000 USD để mua chiếc thuyền thứ hai. Với hai khoản vay hiện tại, anh thường phải bỏ 6.000 USD mỗi tháng để chi trả. Mancini hy vọng việc tái đầu tư này giúp anh có thể để ra một khoản tiền lớn trong tương lai. Kế hoạch đầu tư một đội tàu Hiện tại, chiếc thuyền cập cảng ở Cây West đang đóng góp phần lớn thu nhập của Mancini. Anh ước tính khách hàng phải tiêu tốn 799, 1899 USD cho một chuyến đi kéo dài 2 đến 8 giờ, chưa bao gồm chi phí nhiên liệu và tiền boa. Ngoài ra khách hàng còn phải chi trả thêm tiền thuê thuyền trường, thường là từ danh sách do Mancini cung cấp hoặc từ các nền tảng cho thuê. Để đảm bảo sự an toàn của hành khách, những thuyền trưởng muốn lái tàu do Mancini cung cấp phải đủ bằng lái và tuân thủ đúng luật trên biển đã được yêu cầu. Anh cho biết để thuê những vị thuyền trưởng có kinh nghiệm, khách hàng có thể phải chịu mức phí khoảng 40 USD mỗi đêm. Mancini cho biết anh đang cố gắng để mua thêm được hai chiếc thuyền nữa và thuê được một người quản lý. Hai chiếc thuyền mới này sẽ được cập bến ở Hilton Head, Nam Kezolina và Sergit, Petersburg, Florida. Tôi không muốn chi tiêu vào bất kỳ khoản thu nhập nào kiếm được tôi mong muốn sử dụng nó vào việc tái đầu tư mansini nói